Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chính quyền và Hoàng gia Anh đáp trả với Trung Quốc. Trong vai trò tạm thời nắm quyền điều hành chính phủ, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lên tiếng khẳng định không thể nào trở lại như trước kia với Trung Quốc sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, và cộng đồng quốc tế muốn câu trả lời từ Bắc Kinh về cách xử lý dịch bệnh này. Truyền thông quốc tế cho biết tại cuộc họp báo vào hôm 16 tháng 4 năm 2020 ở phố Downing, khi được hỏi về mối quan hệ với Trung Quốc trong tương lai, Ngoại trưởng Raab đã nói như sau: "Chúng tôi sẽ phải hỏi những câu hỏi hóc búa về việc dịch bệnh đã xảy ra như thế nào và tại sao không thể dập tắt dịch bệnh này sớm hơn." Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Dominic Raab tại cuộc họp báo về đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại số 10 phố Downing, London vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Ngoại trưởng Anh đưa ra câu trả lời cảnh báo như sau: "Hiện chúng tôi phải xem xét tất cả những khía cạnh trong mối quan hệ với Trung Quốc và thực hiện một cách cân bằng, nhưng chắc chắn rằng nước Anh không thể làm ăn với Trung Quốc như bình thường sau cuộc khủng hoảng này." Ông cũng nhấn mạnh, điều cần, tối cần là phải tìm hiểu sâu xa, rất sâu xa những sự việc đã diễn ra để rút ra những bài học cần thiết, kể cả sự bùng phát của virus. Tôi tin rằng chúng ta không thể nào chùn bước. Là người thay thế Thủ tướng Anh Boris Johnson trong thời gian ông Johnson phục hồi vì bệnh viêm phổi Vũ Hán, ông Raab nói nước Anh đã thấy Trung Quốc hợp tác tốt cả trong việc hồi hương các công dân Anh từ Vũ Hán và về mặt cung cấp vật tư y tế trong đại dịch. Tuy nhiên, ông nói chắc chắn sẽ có những câu hỏi khó cần được nước này trả lời về dịch bệnh đã bắt đầu theo cách nào. Truyền thông Anh cho rằng bình luận của Ngoại trưởng Raab cho thấy nỗi thất vọng của chính phủ Anh đối với sự thiếu minh bạch của Trung Quốc về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên thế giới, đem đến cái chết của vài trăm ngàn người. Và tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét kỹ lưỡng giả thiết cúm Vũ Hán đã lọt ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và là nơi dịch bệnh khởi phát vào cuối năm 2019 gây ra đại họa toàn cầu. Cũng giống như Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, ngày càng nhiều nhân vật cấp cao của Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh kêu gọi phải khởi động lại mối quan hệ với Trung Quốc vì cách nước này xử lý với đại dịch. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Trung Quốc tại London, Vương quốc Anh. Cựu Ngoại trưởng William Hague, hiện là nghị sĩ Thượng viện Anh, tối ngày 15 tháng 4 nói rằng Anh không thể phụ thuộc vào Trung Quốc vì nước này không hành xử theo luật pháp quốc tế. Các cơ quan tình báo Anh cũng kêu gọi chính phủ phải đánh giá lại mối quan hệ với Trung Quốc sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán kết thúc, đồng thời cân nhắc các biện pháp hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc đối với các ngành công nghệ cao và giáo dục của Anh. Và trước đó, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Anh cảnh báo chiến dịch tuyên truyền sai lệch do Trung Quốc giàn dựng đang khiến nhiều người Anh thiệt mạng vì viêm phổi Vũ Hán. Các nhà lập pháp Anh tố Trung Quốc là cố bung bít thông tin về những gì đã diễn ra khi dịch bệnh bắt đầu khởi phát, trong khi có lẽ họ phải đóng một vai trò quan trọng là thu nhập các dữ liệu về lây lan của đại dịch này. Đại sứ quán Trung Quốc tại London khẳng định rằng cho tới nay chưa có kết luận khoa học hay y tế nào về nguồn gốc của đại dịch và công việc truy tìm gốc gác của virus này vẫn đang tiếp diễn. Đại sứ quán Trung Quốc đã nói như sau: Tổ chức Y tế Thế giới đã lặp đi lặp lại tuyên bố rằng những gì thế giới đang trải qua là một hiện tượng toàn cầu, nguồn gốc chưa xác định, sự tập trung nên dành cho các hoạt động kiềm chế dịch bệnh và cần tránh những phát ngôn kỳ thị đề cập đến một số địa điểm cụ thể. Và về phần Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông đã được rời khỏi bệnh viện từ hôm 12 tháng 4 và gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã cứu mạng mình trong khi ông bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Johnson nói trong đoạn video sau khi ra viện vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Ông Johnson, 55 tuổi, phải nhập viện vào hôm 5 tháng 4 sau khi ông không hết triệu chứng của dịch bệnh. Vào ngày 6 tháng 4, ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và được điều trị tại đó cho đến hết ngày 9 tháng 4. Trong đoạn băng video trên Twitter, khi con số người chết ở Anh đã vượt quá 10.000 người, ông Johnson nói rằng không còn nghi ngờ về việc các bác sĩ đã cứu mạng ông. Thủ tướng Anh cũng cảm ơn và nêu tên của hai y tá tới từ New Zealand và Bồ Đào Nha mà ông nói đã túc trực bên giường bệnh của ông suốt 48 giờ. Ông Johnson đã nói như sau: Lý do mà cuối cùng cơ thể tôi bắt đầu có đủ oxy là vì mỗi giây, buổi đêm họ theo dõi
suy nghĩ và chăm sóc cũng như can thiệp khi cần. Theo hãng thông tấn Reuters, ông Johnson sẽ tiếp tục dưỡng bệnh tại khu nghỉ của Thủ tướng nằm ở vùng quê tại phía tây bắc London. Và vợ chưa cưới của ông Johnson, bà Claire Simon, 32 tuổi, vốn cũng bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nói rằng tuần trước có các thời khắc đen tối. Bà viết trên trang tweet rằng bà cảm thấy hết sức may mắn và bày tỏ cảm thông với tất cả những ai đang trong hoàn cảnh tương tự. Không chỉ hoành hành trong chính phủ Anh khiến một số các quan chức cấp cao của nước này mắc bệnh, đại dịch viêm phổi Vũ Hán còn tấn công cả vào Hoàng gia Anh. Đây là hình ảnh Thái tử Charles của Vương quốc Anh. Ngày 25 tháng 3, Thái tử Charles, người sẽ thừa kế ngai vàng của nước Anh, hiện đã 72 tuổi, được xác định mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán. Người phát ngôn của Charles House cho biết, Thái tử đã dương tính với virus corona chủng mới. Ông đã xuất hiện triệu chứng nhẹ nhưng vẫn khỏe mạnh và đang làm việc tại nhà trong suốt những ngày vừa qua như bình thường. Đến nay, Thái tử Charles cũng đã hồi phục. Hoàng gia Anh xác nhận Thái tử không còn cách ly lâu tại lâu đài Balmoral ở Scotland và hiện đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Ngày 28 tháng 3 vừa qua, theo báo The Sun, một người hầu gần gũi với nữ hoàng Elizabeth II đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh viêm phổi Vũ Hán, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của nữ hoàng. Người hầu này phục vụ thức ăn, nước uống cho nữ hoàng, dẫn khách tiếp kiến, giao thư từ và chuyển lời của nữ hoàng. Đồng thời đây cũng là người dắt đàn chó corgi của nữ hoàng đi dạo. Sau khi nhận kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán, hiện người này đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Và cách đó một tuần, nữ hoàng Elizabeth II và hoàng thân Philip đã chuyển khỏi cung điện Buckingham đến lâu đài Windsor sau khi một người hầu ở cung điện London đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nữ hoàng Elizabeth II ngày 5 tháng 4 đã có bài phát biểu hiếm hoi trước toàn dân trên truyền hình, kêu gọi tinh thần trong Thế chiến lần thứ 2 để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Đây là hình ảnh nữ hoàng Anh Elizabeth II phát biểu về dịch viêm phổi Vũ Hán tại Buckingham Palace, London, Anh Quốc vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Luật sư Hoàng Đức Thắng tại London bình luận về sự kiện vô cùng đặc biệt này như sau. Thông điệp này khác với những thông điệp thường xuyên, định kỳ như là vào dịp cuối năm hoặc năm mới, hoặc có một nghị viện mới được bầu hoặc là một những dịp lễ lạt. Tính đặc biệt ở chỗ Hoàng gia Anh cũng như các hoàng gia khác trên thế giới, về cơ bản chỉ giữ vai trò nghi lễ và đại diện hình ảnh. Như vậy, để tránh mọi hình thức can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị đất nước và việc đưa ra những thông điệp như thế này, nếu ở trong hoàn cảnh bình thường, sẽ bị coi là can thiệp vào đời sống chính trị của đất nước. Điều này chứng tỏ nữ hoàng đã phải cân nhắc tính chất đặc biệt của thời điểm này như thế nào để đưa ra thông điệp và thông tin như vậy. Nữ hoàng mặc trang phục rất lịch lãm và giản dị, giọng điệu chậm rãi và rõ ràng. Trong vòng 4 phút, người đứng đầu đất nước đã phát đi một thông điệp có 3 nội dung chính như sau. Thứ nhất, nữ hoàng trực tiếp cảm ơn những người đang chống lại dịch bệnh, đặc biệt là đội ngũ y tế, đội ngũ chăm sóc những người cần được chăm sóc, tức là những người già yếu, tâm thần tàn tật và đang sống trong những cơ sở chăm sóc của nhà nước. Thứ hai, nữ hoàng ghi nhận những khó khăn của một số ít những gia đình đã có người thân qua đời liên quan đến dịch bệnh này. Số đông những gia đình hiện nay đang lâm vào cảnh khó khăn tài chính, cũng như thể hiện sự đồng cảm với sự xáo trộn chung mà toàn xã hội đang phải gánh chịu. Thứ ba, nữ hoàng thể hiện niềm tin rằng dịch bệnh sẽ qua đi và những ngày tươi sáng lại sẽ đến. Có hai điểm dù không được nhấn mạnh trong thông điệp của nữ hoàng, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy nó thể hiện tính sâu sắc của nữ hoàng. Điểm thứ nhất, nữ hoàng không mong muốn mọi người nhìn nhận thông điệp này như một lời chỉ dẫn của người đứng đầu đất nước, của đấng bề trên, mà nữ hoàng mong muốn mọi người nhìn nhận thông điệp này như một lời động viên của người đã sống bắc qua hai thế kỷ, đã trải qua những thời điểm khó khăn của thế chiến tranh và chia ly. Vì vậy, nữ hoàng đã đề cập đến thời điểm khi mà bà và cô em gái lúc đó còn nhỏ đã phải di tản vào thời chiến tranh thế giới lần thứ hai như thế nào. Thứ hai, nữ hoàng muốn mọi người tận dụng thời điểm cách ly này để phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân như vẽ tranh, tạc tượng hay sáng tác nhạc, thơ, họa, để những thứ vui mà cuộc sống hối hả thường nhật đã khỏa lấp đi. Do đó, hãy tận hưởng những thú vui, thực hành các bài tập nhằm thư giãn tinh thần và bồi bổ trí tuệ. Nói một cách khác, nữ hoàng mong muốn mọi người hãy giữ gìn tinh thần lạc quan và biến sự khó chịu vì phải hạn chế giao tiếp thành cơ hội cho sự sáng tạo và bình tâm hồn.
Thông điệp của nữ hoàng có thể nói có tính chất trấn an và truyền cảm hứng rất cao với người dân Anh. Và cũng có những nguồn tin cho rằng sự xuất hiện đặc biệt của nữ hoàng Anh là dấu hiệu của khởi động cho một cuộc thánh chiến của giới tinh hoa quý tộc toàn cầu chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh bản đồ Khối Thịnh Vượng Chung, một tổ chức liên chính phủ của 53 quốc gia thành viên, hầu hết từng là lãnh thổ của cựu đế quốc Anh. Khối này chiếm gần 1/4 diện tích đất liền trên thế giới và trải trên mọi lục địa, bao gồm gần 1/3 dân số thế giới và chiếm 14% GDP danh nghĩa toàn cầu. Hoàng gia Anh là một đại diện lâu đời của các thế hệ quý tộc ở châu Âu và đã từng làm quốc gia bá chủ thế giới. Facebook Phương Julia đã chia sẻ một bài viết được ký tên MH cho rằng ảnh hưởng của Anh khác hẳn với các nước đại cường mới nổi sau này mà sâu sắc hơn rất nhiều, ít nhất là Khối Thịnh Vượng Chung mà nước này đang chủ trì. Và nữ hoàng Anh là người đã sống qua hai thế kỷ và chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh thế giới. Do đó, e rằng giới quý tộc châu Âu sẽ lắng nghe bà và một khi nguy cơ thế chiến đã cận kề. Khối Thịnh Vượng Chung gồm có 53 quốc gia vùng lãnh thổ, mặc nhiên coi bà là nữ hoàng tối cao của họ. Chính phủ của các nước trong Khối Thịnh Vượng Chung coi chính phủ Anh là nơi để hợp tác và làm việc, coi nữ hoàng Anh là chỗ dựa chính trị tối cao. Quỹ Thịnh Vượng Chung do các quý tộc lâu đời của Anh duy trì chính là đầu mối của các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới sẽ bắt đầu làn sóng khởi kiện Trung Quốc sắp tới đây. Việc này cần được nhìn một cách có hệ thống, xuất phát từ một đầu mối đứng ra tổ chức mà nữ hoàng Anh là người nổ ra phát súng đầu tiên. Các bộ óc quý tộc tham gia công cuộc này có thừa nhân lực, kiến thức và tiền bạc cùng với quyết tâm chính trị để thao đổi việc này đến cùng. Và nữ hoàng Anh chỉ lên TV, truyền hình có 6 lần trong suốt cuộc đời cầm quyền của bà, mỗi lần như vậy là báo hiệu một việc tối quan trọng. Bằng bài phát biểu mới nhất về bệnh dịch vừa qua, bà đã phát động tín hiệu xuất phát cho các cá nhân, tổ chức và quốc gia từng đứng lên bằng sự trợ giúp của đồng bảng Anh. Nữ hoàng Anh sẽ làm Tập Cận Bình khốn khổ bằng sự đối đầu của các đầu óc mang tư duy sâu sắc. Và tác giả khẳng định rằng một cuộc thánh chiến chống phát xít đỏ do Hiệp hội các hiệp sĩ bàn tròn châu Âu đã bắt đầu và không thể dừng lại cho đến khi bàn cờ Trung Quốc được chia lại hợp lý hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới. Và tại nước Mỹ cũng đã phát động một cuộc chiến đi tìm sự thật về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã bị Đảng Cộng sản của Trung Quốc lấp liếm. Pháp, Anh, Đức và những nước khác đều có lên tiếng hưởng ứng, đặc biệt với sự ra mặt hiếm có của nữ hoàng Anh cùng với sự ảnh hưởng của Anh lên Khối Thịnh Vượng Chung cùng 53 quốc gia, vùng lãnh thổ mà nữ hoàng Anh là đại diện tối cao, thì cuộc chiến đã mang sức nặng hơn rất nhiều lần. Cuộc thánh chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản và thể chế độc tài ở Bắc Kinh sẽ khiến Trung Quốc phải trả giá cho những tội ác đã gây ra cho toàn thể nhân loại trên thế giới và ngay có cả Việt Nam. Và nhà cầm quyền tại Hà Nội qua bài học thiệt hại đau đớn từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, đối với đất nước và dân tộc, cũng nên xem xét lại chính sách và đường lối của mình trong thời gian tới để sớm thay đổi thể chế, chuyển sang thể chế dân chủ tự do, gia nhập với cộng đồng các quốc gia văn minh trên toàn cầu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản tin Chính quyền và Hoàng gia Anh đáp trả với Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de